À, về cơ hội nghề nghiệp hay là thu nhập của ngành vẽ minh họa thì cái cơ hội nghề nghiệp khá là đa dạng với cái nhu cầu trải rộng ở rất là nhiều các lĩnh vực à, không chỉ là về minh họa cho sách cho truyện những cái sản phẩm khác ví dụ như là một cái hộp bánh hay là một cái chai nước nó đều cần những cái hình ảnh trang trí cho cái sản phẩm của nó để mà nó thú vị nó thu hút cái người khách hàng hơn ví dụ như các bạn minh họa trong ngành sách báo nó sẽ có cái mức dao động khác mà các bạn minh họa trong ngành đồ ăn hay là minh họa trong ngành thời trang hay là khoa học nó sẽ có từng cái mức giá khác nhau nhưng mà như là mình uh, có research ở trên mạng á cái mức giá trung bình các họ sẽ minh họa được nhận sẽ rơi vào khoảng từ 200 ngàn đến 600 ngàn cho một giờ làm việc ha và thường thì một bức tranh đó thì nó sẽ làm việc đâu trong khoảng từ 4 đến 6 giờ làm việc cái mức này nếu mà ở nước ngoài nó sẽ tầm từ 20 đến 50 đô nếu mà các bạn làm cho những cái job freelance nước ngoài. Nhưng mà tuy nhiên đó là con số trung bình và nó có thể thấp hơn và cao hơn tùy theo cái kỹ năng vẽ và cái chất lượng của cái chốt công việc đó nó yêu cầu nha các bạn